Xin chào đến các anh chị và các bạn. Video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến anh chị một cái lô đất thuộc xã Minh Hòa. Và vị trí của lô đất này thì phía sau đất mình có thể thấy được núi Cầu ở phía bên kia ha. Thì bề ngang của miếng đất này là được 21 m, sâu xuống đó là 53 m. Ở đây thì đất chủ nhà thì người ta cũng có trồng dừa rồi bưởi nè, những cái cây bưởi được trồng sát cái hàng rào nè đó, rồi có một số cây xoài nữa, hai cây xoài. Và giá cho cái lô này thì 2 tỷ 150 nha anh chị. Ở đây mình đi ra đường DT74, mình có thể đi đường này hoặc là đường bên này cũng được, mình đi rất là gần nha, cách mấy trăm mét là mình ra tới. Ok, thì anh chị nào mình quan tâm thì hãy gọi cho em số điện thoại là 0938 868 120. Xin chào và hẹn gặp lại.